Hello, xin chào mọi người. Mình là Jenny đến từ Cò Số 8 và các bạn đang xem series Bộ Não. Đây là series nhằm cung cấp kiến thức và góc nhìn cho những ai quan tâm đến crypto, blockchain và tài chính nói chung. Trong tập 2 này, mình sẽ nói về 4 bài học tài chính mình rút ra được sau khi đọc xong Cha giàu cha nghèo tập 1. Các bạn hãy cùng mình bắt đầu video nha. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ nói qua về nội dung chính của quyển sách, đó là tác giả Robert T. Kiyosaki có hai người cha. Một người là cha ruột, cha này nghèo nhưng mà có bằng thạc sĩ, và người cha thứ hai là người cha nuôi. Người cha này tuy chỉ học đến lớp 8 thôi nhưng mà có rất là nhiều tài sản và rất là thành công. Thì qua quyển sách này chúng ta sẽ thấy được góc nhìn về tài chính và cách dạy đối lập giữa hai người cha. Từ đó tác giả đã học được rất là nhiều bài học và dẫn đến thành công của ông sau này. Nếu bạn nào đọc kỹ hơn thì Robert T. Kiyosaki là một người nhà đầu tư này, doanh nhân, tác giả và diễn giả rất nổi tiếng tại Mỹ. Bài học đầu tiên mình rút ra đó là hãy trả cho mình trước. Nghĩa là sao? Mình lấy một ví dụ nha. Mỗi tháng các bạn đi làm công ăn lương được 20 triệu tiền lương mỗi tháng. Thì sau khi cuối mỗi tháng nhận lương các bạn sẽ làm gì? Thử suy nghĩ nha. Thì có phải là theo tư duy thông thường các bạn sẽ lấy tiền đó để chi trả đời sống sinh hoạt hàng ngày, xong rồi cuối mỗi tháng còn dư ra bao nhiêu thì các bạn mới lấy cái khoản dư đó để tiết kiệm lại, đúng không? Ví dụ chi tiêu sinh hoạt 15 triệu, dư ra 5 triệu mỗi tháng thì chúng ta lấy 5 triệu này làm tiền tiết kiệm. Nhưng theo lời khuyên của người cha giàu, đó là mình hãy đảo ngược lại cái quy trình này, là chúng ta hãy trả lương cho mình trước. Ở đây các bạn nhận lương 20 triệu thì người cha giàu khuyên là hãy trích ra một khoản, mình lấy ví dụ thôi nha, là 9 triệu đi chẳng hạn. Mình trích ra 9 triệu mình để đó, mình gửi tiết kiệm đi đầu tư vân vân. Thì các bạn sẽ tự động hiểu là tháng này chúng ta sẽ chỉ còn có 11 triệu để sinh hoạt thôi. Các bạn hiểu cái tư duy ngược đúng không? Đó là trả cho mình trước và sau đó số tiền còn lại chúng ta sẽ chi tiêu trong cái khoản đó. Vậy thì cái việc tiếp theo đó là chúng ta phải tính toán xem là mỗi tháng mình sẽ xài khoảng bao nhiêu, là một cái con số cố định hoặc là xê dịch bao nhiêu phần trăm. Từ đó chúng ta sẽ tính toán được cái khoản mình sẽ trích ra mỗi tháng là bao nhiêu để trả cho mình trước. Nếu mà các bạn vẫn chưa hiểu được sự khác nhau giữa hai quy trình này thì hãy nhìn vào hai sơ đồ sau nha. Bài học số 2, người giàu kiếm được tài sản, người nghèo và người trung lưu chỉ thu tiêu sản nhưng mà họ nghĩ đó là tài sản. Đây là một câu nói rất hay của người cha giàu ở trong sách mà mình đã học được. Thì trong video này mình sẽ không nói quá sâu về sự khác nhau và phân biệt giữa hai khái niệm tài sản và tiêu sản. Mình nghĩ các bạn nên xem video này của anh Hiếu TV, anh đã phân tích rất rõ sự khác nhau giữa hai khái niệm này. Để nói ngắn gọn thì tài sản tức là những gì mà các bạn sở hữu nó bỏ thêm tiền vào túi của mình. Còn tiêu sản thì ngược lại thôi, là những gì mình sở hữu mà nó lấy bớt tiền ra khỏi túi của mình. Thì trong quyển sách này mình có học được thêm một bài học nữa từ người cha giàu, đó là vấn đề không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà vấn đề là bạn giữ được bao nhiêu tiền. Thì có rất là nhiều người bạn của mình, ví dụ sau khi họ tiết kiệm được 100 triệu hay là 200 triệu thì họ đến và họ hỏi mình là bây giờ nên đầu tư cái gì và nên làm gì với số tiền này. Thì nếu như mà các bạn không phân biệt được đâu là tài sản và tiêu sản thì cái số tiền này có khả năng là nó sẽ không tiếp tục sinh lời ra được nữa, hoặc là có những người sẽ cầm tiền đi mua những tiêu sản như là mua ô tô hay những tiêu sản khác vân vân. Giống như câu chuyện của những người trúng số vài tỷ hay là vài chục tỷ thì hầu hết mọi người sau một thời gian lại quay trở về xuất phát điểm ban đầu. Thì nếu các bạn không phân biệt rõ được hai khái niệm tài sản và tiêu sản, rất là khó để quản lý tài chính cá nhân và rất là khó để tiền của mình có thể tạo ra thêm tiền. Bài học số 3, thông minh tài chính. Theo người cha giàu thì hầu hết mọi người đều đi theo một lối mòn như sau, đó là làm việc tích cực, tiết kiệm và vay mượn. Nên theo ông thì rất ít người biết được đó là vận may do con người tạo ra và tiền bạc cũng vậy. Cho nên nếu mà bạn không muốn làm việc quá sức mà vẫn may mắn mà muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì theo người cha giàu, sự thông minh tài chính là một chìa khóa rất quan trọng để chúng ta có thể rèn luyện được sự nhạy bén, tìm được cơ hội kiếm tiền mà người khác không nhìn thấy. Chắc chắn rằng không phải ai sinh ra cũng có được sự nhạy bén và tư duy tốt về mặt tài chính, nên theo người cha giàu, các bạn cần rèn luyện 4 kỹ năng chuyên môn sau để nâng cao thông minh tài chính của mình. Thứ nhất, đó là khả năng đọc hiểu về những con số tài chính. Thứ hai là những chiến lược đầu tư. Thứ ba là tìm hiểu về thị trường. Và cuối cùng là luật pháp. Ngay cả bản thân mình cũng vậy, tuy không dám nhận mình là một chuyên gia tài chính hay gì cả, nhưng mà mỗi ngày mình cũng đang cố gắng để cải thiện bản thân và rèn luyện tư duy tài chính. Giống như hồi học đại học ngoại thương thì mình cũng đã học về các kiến thức cơ bản về các chỉ số này, tài chính doanh nghiệp này, làm việc với những con số, cách đọc hiểu về các tài chính vân vân. Và sau này khi mà ra trường mình cũng có cơ hội làm việc cho quỹ đầu tư để học cách họ đưa ra những deal đầu tư thực tế là như thế nào, cách định giá doanh nghiệp này, cách đánh giá một dự án có tiềm năng hay không vân vân. Thì
đó, mình khuyên các bạn là nếu các bạn thật sự tập trung và muốn đầu tư vào một thị trường gì thì hãy tìm hiểu thật kỹ về thị trường đó. Ví dụ như là bây giờ mình đang làm việc trong thị trường ngành crypto và blockchain thì mình cũng phải học mỗi ngày, đọc mỗi ngày để có thể tìm hiểu kỹ về thị trường mà mình đang muốn hướng tới. Bài học số 4 là thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động là nguồn thu bạn kiếm được mà không cần phải bỏ quá nhiều thời gian và công sức trực tiếp vào nó. Hay là hiểu theo nghĩa của tác giả trong sách, đó là như một cái cỗ máy in tiền cho các bạn vậy. Nếu mà bạn không cần phải làm gì thì cỗ máy đó vẫn tự hoạt động và mang tiền về cho các bạn. Ở trong sách thì mình thấy tác giả có nói một câu khá là hay, đó là khi một đồng rơi vào túi của bạn thì bạn đừng để một đồng đó ra đi một cách vô ích. Mà khi một đồng đã vào cột tài sản thì bạn phải bắt nó trở thành nhân công của mình. Đó là bạn phải bắt đồng đó đi làm việc, kiếm tiền và mang tiền về cho bạn. Các bạn có thể tham khảo một số nguồn thu nhập thụ động như sau. Ví dụ như thu nhập từ việc cho thuê nhà, căn hộ hay là cho thuê bất động sản. Hệ thống kinh doanh mà không cần sự có mặt của bạn, tức là bạn chỉ sở hữu nhưng mà hệ thống được quản lý và vận hành từ người khác. Thu nhập từ cổ tức, giấy nợ, giấy cho vay cầm cố có lãi suất và theo quy định của pháp luật. Lãi suất từ gửi tiết kiệm, tiền sở hữu bản quyền chất xám như âm nhạc, bằng sáng chế, sách, các mẫu thiết kế, video, ảnh khoa học để bán, vân vân. Trên đây là 4 bài học mình đã rút ra cho bản thân sau khi đọc xong Cha giàu cha nghèo tập 1. Các bạn đã đọc quyển này chưa? Nếu mà đọc rồi thì hãy cho mình biết thêm những bài học ở bên dưới phần comment nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn thích series Bộ não của Co 68 thì đừng quên cho mình một like và một subscribe cho Co 68 TV. Và hẹn gặp lại các bạn ở những số sau của Bộ não nha. Bye bye.